dối loạn tiêu hóa là tình trạng sức khỏe khá phổ biến có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân ở mọi lứa tuổi đặc biệt là trẻ nhỏ tùy theo mức độ dối loạn tiêu hóa nhiều cha mẹ lại lựa chọn những giải pháp khắc phục khác nhau cho trẻ một trong số đó là sử dụng các dạng sữa dành riêng cho dối loạn tiêu hóa ở trẻ Hãy cùng tìm hiểu về top 10 loại sữa giúp cân bằng hệ tiêu hóa được tin dùng trên thị trường hiện nay trong video sau đây. Trẻ rối loạn tiêu hóa do đâu, biểu hiện như thế nào, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến trẻ bị rối loạn tiêu hóa bao gồm: nguyên nhân bẩm sinh do thiếu hụt các men tiêu hóa thức ăn, sức đề kháng suy giảm, hệ miễn dịch kém khiến trẻ dễ bị nhiễm vi khuẩn, virus, các nấm hoặc ký sinh trùng xâm nhập đường ruột, chế độ dinh dưỡng kém hợp lý, mất cân bằng, không đảm bảo đủ thành phần thiết yếu giúp trẻ tiêu hóa và hấp thu thức ăn, trẻ dùng kháng sinh trong thời gian dài gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột cha mẹ cho trẻ ăn dặm quá sớm, khi hệ tiêu hóa của trẻ chưa đủ khả năng đáp ứng, trẻ rối loạn tiêu hóa thường có các biểu hiện dưới đây, trẻ bị tiêu chảy với tần suất cao, khoảng trên 3 lần một ngày và xuất hiện trong nhiều tuần liên tiếp. Với trẻ sơ sinh, bố mẹ có thể kết hợp theo dõi màu sắc và tính chất phân để kịp thời phát hiện, trẻ táo bón, trẻ đi ngoài ít, dưới 2 lần một tuần, phân khô, có thể có dấu hiệu đi ngoài da máu, trẻ đau bụng, bụng căng cứng hay bị sôi bụng, nôn chớ khi ăn, trẻ quấy khóc, lười ăn, không chịu ăn, bỏ bữa. Đối với trẻ nhỏ trong quá trình trưởng thành, nếu rối loạn tiêu hóa không được phát hiện sớm và khắc phục kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất của trẻ, nặng hơn có thể gây tác động xấu đến sự phát triển thể chất của mỗi bé. Hấp thu kém khiến trẻ dễ sút cân, mệt mỏi, gây yếu. Do đó, nhiều biện pháp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa hiệu quả cho trẻ đã được nhiều bậc phụ huynh quan tâm và áp dụng hiện nay. Sữa dành cho trẻ rối loạn tiêu hóa nên hay không? Sữa dành cho trẻ rối loạn tiêu hóa, hay hiện nay được gọi với tên gọi là sữa mát, là một dạng thực phẩm bên cạnh bổ sung các vitamin và dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ còn có chứa các thành phần gồm chất xơ, các loại men tiêu hóa và các vi khuẩn có lợi giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Sữa mát cung cấp cho trẻ hàm lượng đạm và protein phù hợp vừa đủ sẽ giúp trẻ vừa đảm bảo đủ chất cũng như giảm được phần lớn nguy cơ rối loạn tiêu hóa gồm các chứng tiêu chảy, táo bón. Đối với trẻ nhỏ bị tiêu chảy, chức năng tiêu hóa kém dẫn đến số lượng men lắc tây tiêu hóa trong ruột giảm, từ đó làm giảm khả năng tiêu hóa lượng đường lactose có trong các loại sữa thông thường. Lựa chọn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo cho trẻ gặp tình trạng này là các dạng sữa không dung nạp lactose. Dạng sữa chứa rất ít đường lactose, thay vào đó là các thành phần có thể dễ dàng cung cấp đường đơn cho trẻ như maltodextrin hoặc hỗn hợp đường đơn. Một số lưu ý cho cha mẹ khi lựa chọn sữa mát tăng cường chức năng hệ tiêu hóa cho trẻ nên chọn các loại sữa có thành phần tương tự sữa mẹ, chứa hàm lượng lactose ít vừa đảm bảo trẻ được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất, đồng thời giúp giảm bớt gánh nặng đường tiêu hóa ở những trẻ tiêu hóa rối loạn lựa chọn các dạng sữa chứa lợi khuẩn, dầu chất sơ, lợi khuẩn trong sữa giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện rõ rệt các rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón ở trẻ. Bên cạnh đó, chất sơ giúp kích thích chức năng tiêu hóa, giảm táo bón hiệu quả. Chọn loại sữa phù hợp với tuổi của trẻ. Mỗi sản phẩm sữa chỉ định cho các nhóm trẻ có độ tuổi khác nhau, do đó cha mẹ cần cân nhắc kỹ dòng sản phẩm phù hợp với con mình để bé có thể hấp thu tốt nhất các dưỡng chất. Top 10 loại sữa dành cho trẻ rối loạn tiêu hóa. Với mục đích hỗ trợ cha mẹ lựa chọn được dòng sữa phù hợp nhất cho trẻ em bị rối loạn tiêu hóa, dưới đây là top 10 loại sữa được tin dùng và bán chạy tại thị trường Việt Nam. 1. Sữa Nan Nga cho trẻ rối loạn tiêu hóa. Sữa Nan hay còn được gọi đầy đủ với tên Nestle Evian Nutrition là sản phẩm của hãng sữa nổi tiếng thế giới Nestle và được tin dùng tại nhiều quốc gia với thành phần gồm có, Bifidus BL và SMO, nổi tiếng thế giới như một bộ đôi dưỡng chất, chứa thành phần khuẩn lợi giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hạn chế rối loạn tiêu hóa, đồng thời có tác dụng tăng cường sức đề kháng hiệu quả đối với trẻ, chất sơ GOS, FOS, là thành phần giúp hạn chế tình trạng táo bón ở trẻ, đồng thời ngăn ngừa nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, chất đạm Optipro, giúp kích thích hệ thống tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất và ngăn ngừa dị ứng. DHA, ARA, tham gia sự phát triển trí tuệ của bé, các vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung dinh dưỡng có lợi cho cơ thể trẻ. Các vitamin A, D, C, K có tác dụng giúp trẻ phát triển về thị giác, cũng giúp tăng chức năng miễn dịch cho trẻ bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Sữa nan dùng được cho đối tượng trẻ sơ sinh, với nhiều ưu điểm như, chứa hàm lượng chất sơ cao, giúp phòng và hỗ trợ giảm táo bón hiệu quả, chất đạm Optipro có thành phần tương tự với sữa mẹ giúp trẻ hấp thu đạm tốt hơn, không gây nóng trong, không gây rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, tính mát cao, rất phù hợp với trẻ tiêu hóa kém, đem lại hiệu quả trong tăng cường chức năng não bộ, sữa có vị nhạt, dễ uống. Nhược điểm: tuy sữa nan có chứa nguồn đạm an toàn và chất lượng, tuy nhiên hàm lượng đạm có thể thấp hơn so với các dạng sữa khác có trên thị trường. 2. Frizogopedia cải thiện chức năng đường ruột Frizogopedia là một dòng sản phẩm hỗ trợ trẻ tiêu hóa kém mà các bà mẹ không nên bỏ qua, được sản xuất bởi thương hiệu sữa nổi tiếng tại Hà Lan. Frizo, Frizogopedia chứa thành phần chính gồm có, chất đạm, chất béo, chất sơ prebiotics, các lợi khuẩn probiotics, vitamin A, C, D, vitamin nhóm B, các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, cùng một số thành phần khác. Frizogopedia đem đến các tác dụng gồm, cung cấp năng lượng cho cơ thể trẻ, kích thích quá trình tiêu hóa thức ăn đặc biệt hiệu quả đối với trẻ rối loạn tiêu hóa, táo bón, trẻ chậm lớn, tăng cường khả năng hấp thu các dưỡng chất tại ruột, cân bằng hệ vi khuẩn trí đường ruột nhờ sự kết hợp giữa probiotics và prebiotics, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng ở trẻ, tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch. ưu điểm, Frisogopedia giống như các loại sữa đến từ châu Âu khác, đều trải qua quá trình nghiên cứu và kiểm định nghiêm ngặt. Với công thức đạt hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó, sữa có vị ngọt và thanh nhẹ, phù hợp với khẩu vị nhiều trẻ. 3. Sữa Similac Gen Plus Total Comfort Abot dành cho bé tiêu hóa kém. Similac Total Comfort là dòng sữa của Abot, được nghiên cứu và sản xuất với công thức đặc biệt, dành riêng cho trẻ có chức năng tiêu hóa còn non nớt, kém hoạt động với các đặc điểm nổi trội có thể kể đến như Cung cấp cho trẻ một hệ dưỡng chất đặc biệt tâm mi ke chứa các thành phần. đạm PSF. Dạng đạm được thủy phân một phần, dễ dàng tiêu hóa và hấp thu, hàm lượng lactose dưới 2% giúp giảm nhẹ gánh nặng cho hệ tiêu hóa trẻ nhỏ, hỗn hợp chất béo đặc biệt, không có chứa thành phần dầu cọ, giúp giảm tình trạng đầy hơi, thay đổi trạng thái phân trẻ khi đi ngoài. Sữa chứa nguồn protein dồi dào, kích thích trẻ ngon miệng, hấp thu hiệu quả và tăng cường phát triển cân nặng theo tiêu chuẩn, thành phần SMO trong sữa giúp tăng cường sức đề kháng tránh tình trạng dị ứng. Bên cạnh đó, Similac Total Comfort còn có chứa các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển trí não của trẻ như DHA, Omega 3, Omega 6, Taurine, Choline cùng các vitamin nhóm B, vitamin E, vitamin D, khoáng chất canxi, phosphor giúp phát triển thể lực và chiều cao. Do đó, Similac Total Comfort phù hợp cho trẻ nhỏ chức năng tiêu hóa kém, trẻ rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện tiêu chảy, đầy hơi, nặng bụng, trướng bụng. Similac Total Comfort hiện có các dòng sản phẩm chia theo các nhóm tuổi. Similac Total Comfort 1, dành cho nhóm trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi, Similac Total Comfort 1 Plus, dành cho bé từ 1 đến 2 tuổi, Similac Total Comfort 2 Plus, dành cho bé trên 2 tuổi, 4. Prezestimin Lipin không đường lactose cho trẻ tiêu chảy. Prezestimin Lipin là sản phẩm của Enfa Mid Johnson Nutrition Hoa Kỳ, với các thành phần dinh dưỡng như sau. Đạm, thành phần đạm trong Prezestimin Lipin đã được thủy phân hoàn toàn thành kích thước nhỏ, dễ tiêu hóa đối với trẻ đồng thời tránh được các phản ứng dị ứng thông thường, đường, điểm đặc biệt của Pregestimin Lipin là không chứa đường lactose nên phù hợp với trẻ nhỏ tiêu hóa kém, trẻ em bị tiêu chảy khi dùng các loại sữa công thức thông thường, trẻ kém dung nạp lactose do thiếu men phân hủy, sử dụng hàm lượng cao triglyceride mạch trung bình MCT thay cho các chất béo thường, phù hợp với trẻ chức năng tiêu hóa còn non nớt, giúp quá trình hấp thu dưỡng chất dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, MCT giúp cơ thể trẻ nhanh chóng chuyển hóa thành nguồn năng lượng sử dụng hiệu quả mà không gây tiêu tốn các men tiêu hóa khác chứa lợi khuẩn cân bằng hệ vi sinh đường ruột bảo vệ tế bào niêm mạc ruột đảm bảo quá trình hấp thu dinh dưỡng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu đặc biệt là các vitamin nhóm b kích thích tiêu hóa thức ăn tăng cảm giác ngon miệng cho trẻ ngoài ra sữa còn bổ sung hàm lượng cao dha ara canxi vitamin d hỗ trợ phát triển thể chất và trí tuệ Prestimin Lipin được khuyến cáo dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi gặp các tình trạng tiêu chảy, chức năng đường ruột kém, trẻ gầy yếu, suy dinh dưỡng, chậm hấp thu và chậm lớn. Nhược điểm: sữa có thể có vị đắng nhẹ do thành phần đạm được thủy phân hoàn toàn và do không chứa đường lactose có thể hơi khó uống cho trẻ. Ngoài ra, tình trạng đầy hơi có thể xuất hiện trong thời gian vài ngày sau khi bé sử dụng sữa, tuy nhiên không quá nghiêm trọng. Có thể biến mất sau vài ngày. 5. EnfaMin Lacto free Care giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh Enfamil free Care là dòng sản phẩm dùng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, không chứa lactose, mang lại các công dụng: sử dụng đạm sữa đã được phân lập chứa các axit amin với thành phần cân đối, giúp khắc phục các tổn thương đường tiêu hóa cho trẻ, không chứa đường lactose, thay vào đó là đường bột sucrose hoàn toàn lành tính, dễ tiêu hóa, giúp trẻ dễ dàng hấp thu. Đảm bảo hệ tiêu hóa khỏe mạnh, phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của bé. Bổ sung DHA ARA giúp trẻ phát triển não bộ, giúp bổ sung vitamin A, C E tăng cường chức năng miễn dịch, bảo vệ đường hô hấp, phục vụ cho sự phát triển hệ miễn dịch toàn diện của trẻ. Sữa Enfamil Lactofree Care được sản xuất tại Hoa Kỳ, thích hợp đối với trẻ nhỏ thường xuyên gặp các vấn đề về rối loạn tiêu hóa, trẻ bị tiêu chảy và dị ứng với sữa bò. Bên cạnh đó, Enfamil Lactofree Care có vị ngọt thanh, tương tự với sữa mẹ nên hoàn toàn phù hợp với khẩu vị nhạy cảm của bé. 6. Sữa Zewit Mom giải pháp cho trẻ tiêu hóa yếu, Sữa Zewit Mom có xuất xứ từ Hàn Quốc, phù hợp với trẻ sơ sinh đến dưới 3 tuổi, với các công dụng, đảm bảo duy trì chức năng hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ chứa các lợi khuẩn lên men từ thực vật, chất sơ FOS, GOS, hạn chế các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa như táo bón đầy hơi, tăng cường phát triển thể chất và trí tuệ cho trẻ, cải thiện chiều cao do chứa omega, DHA chiết xuất từ tảo biển, ARA, ngăn ngừa nguy cơ tiêu chảy cấp do virus router nhờ thành phần lợi khuẩn EPS, sữa Zewit Mom có mức giá khoảng 800.000 đồng một hộp 800 g được khuyến cáo dùng cho, trẻ tiêu hóa kém, chậm hấp thu, gầy yếu, chậm phát triển thể lực và não bộ, trẻ thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, táo bón, tiêu chảy, biếng ăn. 7. Sữa Morigana của Nhật kích thích tiêu hóa Dòng sữa bột Morigana là dòng sản phẩm nổi tiếng được sản xuất tại Nhật Bản từ những năm 1917, được nhiều bà mẹ Việt Nam cũng như trên thế giới tin dùng, với các thành phần chính gồm, lactoferrin, chất đạm có trong sữa non, đóng vai trò quan trọng cho duy trì chức năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn có hại, tăng cường đáp ứng miễn dịch của trẻ nhỏ, chất sơ, giúp kích thích tiêu hóa, tăng cường phân giải và hấp thu dưỡng chất từ thức ăn, giảm nhanh tình trạng táo bón và rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ các vitamin A, C, E, D, K, cùng các vitamin nhóm B tăng cường đề kháng, DHA, ARA giúp bổ trợ cho tăng trưởng não bộ của trẻ, sữa có chứa đường oligosaccharide là tác nhân kích thích sự tăng trưởng của bifidus, hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại và bảo vệ chức năng hệ tiêu hóa cho trẻ. Ưu điểm, công thức sữa cân bằng, được ví như một dạng sữa rau của Nhật, phù hợp với trẻ tiêu hóa kém, đặc biệt trẻ em bị táo bón, sữa Morigana có vị nhạt tương tự sữa mẹ giúp bé có thể làm quen dễ dàng, thành phần sữa hoàn toàn tự nhiên và an toàn, tác động đến hệ vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa. 8. Optimum Go của Vinamilk cho bé tiêu hóa kém Optimum Go đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng trong duy trì chức năng tiêu hóa và đáp ứng miễn dịch cho trẻ nhỏ, với thành phần dinh dưỡng đa dạng mang lại hiệu quả cao như SMO. Dưỡng chất vàng Hoa Kỳ, giúp cân bằng hệ vi khuẩn trí đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất tại đường tiêu hóa. Các probiotic Lợi khuẩn hàm lượng cao làm giảm nguy cơ xuất hiện các nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đạm quay dầu alpha. Lactalbumin, giúp kích thích chức năng tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ, giúp bé tiêu hóa dễ dàng hơn, ngoài ra trên 26 loại vitamin và khoáng chất được bổ sung trong sữa đóng vai trò tăng cường sức đề kháng của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Optimum Go được nghiên cứu và đảm bảo chất lượng chặt chẽ bởi UKAS Anh Quốc với nhiều dòng sản phẩm phù hợp với từng độ tuổi, Optimum Go 1 dùng cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi, Optimum Go 2 dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi, Optimum Go 3 dùng cho trẻ từ 1 tuổi đến 2 tuổi, Optimum Go 4 dùng cho trẻ từ 2 đến 10 tuổi. Sản phẩm được đóng gói dưới nhiều hình thức khác nhau, gồm dạng hộp thiếc 900g, 1.500g và hộp giấy 400g, phù hợp với nhu cầu của từng bà mẹ. 9. Sữa Pediasure dùng cho trẻ hấp thu kém, Pediasur là dòng sản phẩm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Với công thức sữa được nghiên cứu chuyên biệt cho trẻ chức năng tiêu hóa kém, biếng ăn, với các đặc điểm nổi bật, sự kết hợp giữa ba nguồn đạm chất lượng cao, giúp trẻ hấp thu dễ dàng, không gây quá tải cho hệ thống tiêu hóa, cung cấp năng lượng cân đối và dồi dào cho mọi hoạt động của trẻ, có sự kết hợp giữa lợi khuẩn probiotics và chất sơ prebiotics, kích thích đề kháng và hoạt động tiêu hóa, giảm nguy cơ mất cân bằng chức năng tiêu hóa, bảo vệ đường ruột khỏi các nhiễm khuẩn giúp phòng ngừa táo bón cho trẻ, bên cạnh đó, sữa chứa các axit béo, DHA, ARA cùng các vitamin, khoáng chất cần thiết cho sự tăng trưởng toàn diện của cơ thể trẻ. Pediasur được nhiều bà mẹ lựa chọn cho con để cải thiện các rối loạn tiêu hóa, cải thiện hấp thu dinh dưỡng. Sữa cũng có vị ngọt dịu, thơm ngon, phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ. 10. Premium Digestive kích thích tiêu hóa Premium Digestive là dòng sữa mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam với nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ New Zealand, nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ nhiều bậc phụ huynh. Premium Digestive có thành phần gồm, chất sơ hòa tan FOS, tăng cường tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón, các enzyme tiêu hóa thức ăn, tăng cường vị giác, giảm đầy hơi, chướng bụng ở trẻ, chất đạm, chất béo chiết xuất từ tự nhiên, an toàn và lành tính, giúp bé hấp thu dễ dàng, không gây gánh nặng đối với hệ tiêu hóa còn non yếu. Sản phẩm được khuyến cáo dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên với các biểu hiện rối loạn tiêu hóa, táo bón, khó tiêu, trẻ biếng ăn, chậm lớn. Bên cạnh sữa dành cho trẻ rối loạn tiêu hóa, cha mẹ nên cho con ăn các loại thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa nhằm tăng cường quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thu dinh dưỡng cho trẻ như sữa chua, nấm sữa kefir, chuối, táo, bơ. Ngoài ra, các sản phẩm như men tiêu hóa và men vi sinh cũng có tác dụng hiệu quả trong phòng ngừa và giải quyết các vấn đề tiêu hóa ở trẻ men tiêu hóa của Nhật Amano Enzyme Go là sản phẩm có sự kết hợp mới lạ giữa enzyme tiêu hóa và bào tử lợi khuẩn, vừa có tác dụng giảm thiểu đáng kể tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ, vừa có vai trò tăng cường sức khỏe đường ruột. Hơn thế nữa, Amano Enzyme Go còn có chứa taurin, lysine, DHA, các vitamin và khoáng chất thiết yếu nhằm kích thích trẻ ăn ngon miệng, tăng cân đều, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng, cải thiện sức đề kháng, giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn trí tuệ. Sản phẩm Amano Enzyme Go hiện đang được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích